Thiện là một nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, cũng như là đồng sáng lập trung tâm học thiết kế đồ họa pro.com với nhiều học viên đang theo học. Qua quá trình giảng dạy và đào tạo, chúng tôi được nghe rất nhiều những câu hỏi thắc mắc về các bạn từ các bạn về cách bắt đầu tìm hiểu về học đồ họa như thế nào, hay cách học Illustrator như thế nào, là ứng dụng của Illustrator trong các công việc gì. Thì điều đó thôi thúc chúng tôi dựng nên khóa học này và chia sẻ với các bạn, đồng hành cùng các bạn để học khóa học Illustrator từ căn bản đến nâng cao, để các bạn hiểu rõ về các tính năng của Illustrator, về các đối tượng đồ họa vector, ứng dụng về minh họa dàn trang sách báo, hay ứng dụng trong thiết kế của những thương hiệu Unovo, Capvisit, Brochure Catalog, hay ứng dụng trong thiết kế của banner website, giúp các bạn hiểu cái bản chất của Illustrator làm gì, ứng dụng với các phần mềm khác kết hợp như thế nào, để từ đó các bạn có cái nhìn tổng quan về chương trình Illustrator cũng như là về nghề thiết kế đồ họa. Thông qua những video clip với những bài học dễ nhớ, những là các phần được trình bày chi tiết, đỡ kết hợp thực hành và lý thuyết, sẽ giúp bạn từng bước một làm quen với chương trình. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học.